Kem GGMA này trị nám, trị mụn và dưỡng trắng rất là tuyệt vời. Cái hàng này nó ra 10 năm nay rồi đấy các chị. Các nhiều chị xài lâu năm rồi vẫn đẹp. Các chị cứ yên tâm đi. Nhiều chị cứ sợ là xài nhiều nó lờn hay là nó mỏng ra, không có đâu. Nếu nó mỏng thì nó đã mỏng ngay từ đầu rồi. Đây là chất kem này. Chất kem của hàng chính hãng công ty đấy, bên nhà em Năm nhập về. Lúc nào cũng là hàng chính hãng công ty và đáp mới nhé. Hiện tại là đang đáp tháng 12/2027. Chất kem đêm. Em quay bằng cam thường đấy, ở ngoài nó sáng đầy tí. Do cái chế độ máy ảnh hay sao đó. Kem ngày này. Rất là mịn. Chống nắng này. Cực kỳ mịn luôn. Một bộ của nó thì gồm có sữa rửa mặt này 100ml, kem ngày 20, kem đêm 20, chống nắng 20 và serum 40. Nó có công dụng là trị nám, dưỡng trắng, hỗ trợ trị mụn, dùng được cho tất cả các loại da nhé các chị nhé. Từ da mỏng, da thường, da khô, da nhờn, da nhạy cảm đều dùng được hết. Nám nhẹ, nám vừa đều dùng được hết. Da khô, da nhờn đều dùng được hết. Nên các chị, nhưng mà dùng đối với mỗi loại da thì nó có cách dùng khác nhau. Các chị cần tư vấn kỹ về cách dùng thì liên hệ với em qua số Zalo 0359 447 339. Bên em chuyên phân phối lẻ và sỉ, bỏ sỉ trên toàn quốc. Các chị hay làm spa hay là bác sĩ có nhu cầu mua sỉ về bán thì liên hệ với em qua số Zalo này luôn nhé. Các chị nhận hàng thì được mở hàng ra kiểm tra, bên em cho kiểm tra rất là thoải mái. Mỗi một bộ sản phẩm như này bên ngoài nó có cái màng bọc này. Có cái màng bọc rất là chắc chắn nhé. Bên em cho gỡ cái màng này ra kiểm tra luôn này. Cái màng bị bóng á. Cho gỡ cái màng ra kiểm tra chất kem. Nếu ok thì các chị nhận, nếu không ok thì các chị có thắc mắc với em. Không nhận thì hoàn về, không mất tiền ship.